Không biết là có bạn nào chơi cả hai game Play Together và Fishing and Life giống như mình không? Xin chào tất cả mọi người, mình là NOVE đến từ No Sleeping. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi câu cá voi sát thủ ở hai game đó là Fishing and Life và Play Together. Ở Fishing and Life chỉ có một loài cá voi sát thủ thôi, một loài cá voi sát thủ 4 sao. Còn ở bên Play Together thì có hai loại cá voi sát thủ, là cá voi sát thủ thường và cá voi sát thủ mini. Trời ơi, game mới ra cái loại cá mini các bạn ạ. Fishing and Life, cá voi sát thủ thì có mặt ở 3 nơi. Theo như game thông báo thì có mặt ở 3 nơi. Đó là Hải Đăng, Biển Thành Phố và Biển Vật Tượng. Thỉnh thoảng tôi nhận được những lời đề nghị không thể từ chối từ họ. Sát thủ mà, sao thể từ chối được, làm việc vì tiền thôi. Yeah, qua tới Hải Đăng thì chúng ta tiến thuyền đây một chút thôi là sẽ gặp một cái cặp đôi cá voi sát thủ. Bên này thì bên Fishing and Life thì sẽ gặp một cặp đôi cá voi sát thủ. Đâu ta, chìm xuống nào. Chúng ta sẽ gặp một cặp đôi, dùng mồi là mồi 3 sao nhá, chìm 2 các kiểu. Các bạn nào chơi thì sẽ biết thôi. 27, 28, 29 đây, tầm 30 mấy mét đây. Cá voi sát thủ level 25, độ sâu là 31 mét, có mặt ở Hải Đăng. Yeah. Cá voi sát thủ bên này thì là 4 sao và tiền là 4.050 tiền nhá. Qua bên Play Together thì cá voi sát thủ bình thường ở bên Play Together chúng ta sẽ câu bóng 5. Khu vực xuất hiện sẽ là biển sâu, thuyền ban đêm. Mình sẽ chạy ra thuyền ban đêm và câu cá voi sát thủ bình thường bóng 5. Bên Play Together thì chúng ta phải căn giờ các bạn ạ. Thời gian xuất hiện của cá voi sát thủ sẽ là từ phút thứ 25 đến phút 35 và từ phút 00 đến phút thứ từ phút thứ 55 đến phút thứ 5 chứ. Đây, mình đã gặp một cái bóng 5 rồi đây. Sau khi mà gặp bóng 5 thì các bạn phải tập trung để có thể giật câu, giật cần một cách chính xác và kịp thời trước khi mọi thứ nó đi quá xa. Ủa, con này nhấp nhả nhiều thế nhở? Cắn đi anh ơi, cắn đi, trời ơi. Và tim các bạn sẽ đập. Nào, cắn đi. Nó vẫn chưa cắn các bạn ạ. Cắn, vẫn chưa cắn, từ từ. Các bạn có thể nhìn phao hoặc là nhìn dấu chấm than trên đầu nhá, để có thể nhấp nhả cho chuẩn ạ. Vẫn chưa, ôi, câu bên này đau tim lắm các bạn ơi. Thề câu bên này đau tim rất là nhiều. Lên, lên. Và chúng ta sẽ lên lên, may mà không đứt dây. Đây, cá voi sát thủ bên này thì 395 tiền, nó phụ thuộc vào kích thước nhá. Kích thước của mình là 575cm, 395 tiền. Tiếp đến chúng ta sẽ đi câu cá voi mini. Cá voi mini thì cũng xuất hiện ở thuyền và biển sâu, nhưng mà cả ngày, nó không phụ thuộc thời gian. Cả ngày nhá. Câu cá voi sát thủ mini thì đơn giản hơn, chúng ta chỉ câu bóng 1 thôi, đỡ đau tim, nhưng mà chơi theo kiểu đánh lô, đánh đề. May mắn thì ra, không may thì không ra. Và phải câu cần mà cần câu cá mini. Ở đây mình câu cần lấp lánh nhá, cần rẻ nhất trong game rồi. Lên, nhấp nhả con cá một bóng 1 này thì dễ thôi. Lên lên lên, không đau tim như bóng 5. Lên, ok, đây. Cá voi mini ở đây thì là 1.440 tiền, 20cm, nhỏ mà có võ. Đây còn có cả vương miện nữa chứ, trời đất ơi. Và đây là sau khi chúng ta câu xong hai bể cá ở hai nơi, video hôm nay chỉ đến đây thôi. Các bạn muốn mình làm về cá gì giữa hai game thì để lại một cái comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.